Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2018. Chương trình thời sự có những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ tự động hóa vào quá trình sản xuất kinh doanh. Vì nổ an toàn quả bom nặng 250 kg. Sau đây sẽ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 bước sang ngày làm việc thứ tư. Buổi sáng các đại biểu tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bằng hình thức bỏ phiếu kín. Đây là lần thứ 3 Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm. Danh sách lấy phiếu tín nhiệm năm 2018 có 50 chức danh, tuy nhiên hai trường hợp không lấy phiếu do chưa đủ thời gian công tác 9 tháng gồm Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông mới được bầu phê chuẩn cách thời điểm lấy phiếu vài ngày. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh năm 2018 được Quốc hội công bố chiều nay theo 3 mức độ là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Tổng số phiếu phát ra và thu về là 475. Với 437 phiếu tín nhiệm cao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là người đứng đầu so với tất cả 48 người được lấy phiếu kỳ này. Như vậy, cả 3 lần lấy phiếu tín nhiệm trong 2 nhiệm kỳ trở lại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đều là người nhận kết quả cao nhất. Trong khối chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 393 phiếu. Người nhận số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Ông Phùng Xuân Nhạ nhận được 137 phiếu đánh giá tín nhiệm thấp. Kế trên ông Nhạ là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể với 107 phiếu tín nhiệm thấp. Không chức danh nào có quá nửa tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp và phải ở vào trường hợp có thể xin từ chức theo quy định. Chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo tình hình kết quả triển khai nghiên cứu 6 dự án của tập đoàn FLC trên địa bàn thành phố Thái Bình. Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo đề án về số lượng chức vụ chức danh cán bộ công chức xã phường thị trấn, số lượng chức danh chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã phường thị trấn, ở thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Trong đó, mục tiêu của đề án là tinh giản ít nhất 10% số lượng cán bộ công chức cấp xã, phấn đấu giảm 50% số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung bàn các giải pháp để thực hiện tinh giản biên chế công chức cấp xã cũng như số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo kế hoạch của đề án. Đồng thời thảo luận một số giải pháp để tạo thuận lợi cho tập đoàn FLC và địa bàn tỉnh nghiên cứu đầu tư các dự án. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Thái Bình sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn trên tinh thần đúng theo quy định của nhà nước và của tỉnh. Vì vậy, các ngành địa phương trong tỉnh cần phải năng động đổi mới tư duy để thu hút các nhà đầu tư. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung rà soát quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các dự án mà các tập đoàn đang nghiên cứu đề xuất đầu tư để bổ sung hoàn thiện quy hoạch trên tinh thần đúng theo quy định của pháp luật. Các ngành, các địa phương cần phải tập trung rà soát lại kế hoạch sử dụng đất, nhà ở, đảm bảo các dự án khi triển khai không bị vướng mắc, tránh nhũng nhiễu gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Bài học vừa qua cho chúng ta thấy rằng nếu như mà không làm tốt việc đó, nước đến chân mới nhảy. Dự án lên bàn cấp có thẩm quyền trình rồi bắt đầu với xem lại các cái kế hoạch sử dụng đất rồi là kế hoạch phát triển nhà ở, tất cả các loại quy hoạch không có. Cho nên nó với vướng víu với chậm chạp là như vậy. Thì hai cái việc đó là việc rất quan trọng, đề nghị Ban Cán sự Đảng các ông chí quan tâm. Và tinh thần ấy là nếu ngành và địa phương nào mà không làm được cái điều đó gây cản trở cho nhà đầu tư hoặc là các cơ quan chức năng trong quá trình thực thi những công việc vừa nêu, thì lãnh đạo Ủy ban tỉnh mạnh mẽ và quyết liệt trong cái việc là xử lý đối với cán bộ. Chúng tôi cũng đề nghị là thường vụ thống nhất cho một chủ trương là nếu như ngành nào hoặc là cá nhân cán bộ nào mà gây cản trở trong quá trình thu hút đầu tư, nhũng nhiễu đối với các nhà đầu tư, chúng ta dứt khoát xử lý theo quy định của luật pháp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đối với các dự án có đầy đủ mọi điều kiện thủ tục thì tiến hành triển khai theo quy định của nhà nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chưa thành lập ban chỉ đạo của tỉnh mà giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh
trực tiếp chỉ đạo các dự án, đồng thời cập nhật báo cáo tiến độ công việc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nếu có vướng mắc khó khăn thì kiến nghị để Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo giải quyết. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất đối với báo cáo đề án về số lượng chức vụ chức danh cán bộ công chức xã, phường, thị trấn, số lượng chức danh chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đồng chí đề nghị khi triển khai đề án cần phải theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, phấn đấu hoàn thành đúng mục tiêu mà đề án đã đặt ra. Thống nhất thời điểm thực hiện đề án là từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, trong đó cấp xã loại 1 bố trí không quá 22 người, cấp xã loại 2 bố trí không quá 21 người và cấp xã loại 3 không quá 18 người. Thống nhất bố trí ở xã, phường, thị trấn không quá 16 chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách và không quá 3 người ở thôn, tổ dân phố. Giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thiện đề án để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua. Cũng tại hội nghị, các đại biểu nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kế hoạch về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh năm 2018. Sau đây là thông báo một số nội dung về công tác cán bộ. Tại kỳ họp ngày 25 tháng 10 năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị. 1. Điều động đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 2. Luân chuyển đồng chí Vũ Mạnh Thía, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Sương, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu để Hội đồng Nhân dân huyện bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Sương nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh học tập quán triệt triển khai nghị quyết, kết luận, quy định chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 và các kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành đoàn thể huyện, thành phố dự hội nghị. Phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu bật mục đích, yêu cầu của hội nghị. Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư hôm nay là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, tạo chuyển biến tích cực, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định tình hình chính trị xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chấn chỉnh uốn nắn những lệch lạc về nhận thức, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, tăng cường sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Kết luận chỉ thị. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong đó cần xác định rõ nội dung công việc phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của tỉnh Thái Bình, xác định rõ cơ quan, đơn vị và thời gian thực hiện. Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an truyền đạt những nội dung cơ bản nghị quyết số 29, số 30 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, về chiến lược an ninh mạng quốc gia. Đồng chí Lê Đình Tĩnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Ngoại giao giới thiệu chỉ thị số 25 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng cao tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Đồng chí Vũ Văn Thanh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giới thiệu những nội dung cơ bản kết luận số 36 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tiếp đó, đồng chí Phùng Minh Tâm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giới thiệu những điểm mới của quy định số 07 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Sau hội nghị này, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu kỹ các nội dung của văn bản để thấy được ý nghĩa, trách nhiệm của mỗi tổ chức cá nhân trong thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện của các tổ chức cá nhân. Sáng nay, đoàn công tác Ban Đối ngoại Trung ương do đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Phó trưởng ban làm trưởng đoàn đi thăm một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh,
đoàn đến thăm công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao MXP được thành lập từ năm 2004. Đến nay, công ty MXP có trên 15.000 công nhân làm việc tại 6 cơ sở trong tỉnh, thu nhập ổn định 6,5 triệu đồng một người một tháng. Trung bình hàng năm, công ty có gần 10 đối tác nước ngoài. Còn công ty TAV là công ty có số vốn đầu tư 100% nước ngoài. Hàng năm, công ty xuất khẩu khoảng 11 triệu sản phẩm, chủ yếu sang Mỹ và một số nước khu vực châu Á. Bình quân thu nhập của gần 6.000 lao động tại đây là 6,5 triệu đồng một tháng. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đánh giá việc đồng hành cùng doanh nghiệp của tỉnh Thái Bình, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, cơ chế thu hút đầu tư để doanh nghiệp nước ngoài yên tâm đầu tư. Đồng chí cũng mong muốn các doanh nghiệp luôn áp dụng công nghệ cao vào sản xuất để đáp ứng yêu cầu của các đối tác nước ngoài và có nhiều chính sách quan tâm đến người lao động cũng như bảo vệ môi trường. Chuyển sang các tin tức khác. Từ đầu năm đến nay, công ty cổ phần cơ khí xây lắp Thái Bình sản xuất đạt doanh thu trên 30 tỷ đồng, thu hút và tạo việc làm cho trên 100 lao động với mức thu nhập trên 5,4 triệu đồng một người một tháng. Là đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm máy nông nghiệp, gia công thiết bị cơ khí cho các công trình thủy điện, nhiệt điện, nhà máy xi măng, các loại vật tư cơ khí đảm bảo an toàn công trình giao thông và các sản phẩm nhựa phục vụ cho các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường. 10 tháng năm 2018, công ty cổ phần cơ khí xây lắp Thái Bình đã sản xuất và cung ứng ra thị trường hàng trăm ngàn sản phẩm cơ khí, bình bồn nhựa các loại, đạt doanh thu trên 30 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 100 lao động với mức thu nhập trung bình trên 5,4 triệu đồng một người một tháng và nộp ngân sách nhà nước trên 2 tỷ đồng. 100% lao động làm việc tại công ty được tham gia đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất cũng như doanh thu của cả năm 2018, cán bộ và công nhân viên công ty cơ khí xây lắp Thái Bình đang ra sức thi đua lao động sản xuất, đảm bảo hoàn thành trước tiến độ các hạng mục kết cấu thép, phục vụ cho nhu cầu thiết kế xây dựng các công trình dịp cuối năm, đồng thời có đủ nguồn hàng như bình, bồn chứa nước cung cấp cho thị trường, cũng như các thiết bị nhựa phục vụ công tác vệ sinh môi trường cho các đô thị. Nhờ mạnh dạn đầu tư và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ tự động hóa vào quá trình sản xuất kinh doanh đã giúp công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Tùng Lộc thu được những tín hiệu tích cực, góp phần giúp doanh nghiệp thích ứng với cuộc cách mạng 4.0 và duy trì sức cạnh tranh trên thị trường. Trước đây, để sản xuất ra một chiếc áo hoàn chỉnh như thế này, công ty may Tùng Lộc phải cần đến hàng chục lao động ở nhiều công đoạn khác nhau. Nhưng từ khi áp dụng công nghệ tự động hóa và sản xuất, cũng vẫn là những công đoạn đó, nhưng số giờ lao động và số công nhân đã giảm một nửa. Tất cả những cái máy thổi bông như thế này thì với so với công nghệ trước đây mà làm bằng tay, tự cân đong đo đếm bằng tay thì với cái máy này là công suất là gấp 10 lần như cái máy trước đây. Cái lượng bụi nó được phát sinh ra nó cũng giảm đi đáng kể, tiết kiệm được thời gian và cái đảm bảo được cái tiến độ giao hàng cho khách hàng rất là nhiều. Việc áp dụng công nghệ tự động hóa vào quá trình sản xuất không chỉ góp phần tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, mà còn giúp từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, nhất là những sản phẩm đòi hỏi độ chính xác cao. Máy này là máy kiểm vải, để kiểm vải để mình biết vải này là vải nỗi. Sử dụng cái máy kiểm vải này nó tiết kiệm thời gian hơn so với mình kiểm thủ công thì nó lâu. Bên cạnh những máy may thông thường, hiện nay công ty may Tùng Lộc đã đầu tư các máy móc hiện đại như máy cắt laser, máy dán, máy cộp ép, đáp ứng những đơn hàng yêu cầu cao của nước ngoài. Nhờ đó, doanh thu của công ty đã tăng lên đáng kể, đạt gần 110 tỷ một năm. Từ khi mà thay đổi công nghệ cũng như là đưa các cái hệ thống tự động vào thì đơn cử như là cái máy cắt tự động thôi, họ cho ra những cái chi tiết cắt nó rất là chính xác. Và từ cái sự chính xác đó thì mang lại cho người công nhân lúc mà may vào chuyển may họ cũng may được đẹp hơn và nhanh hơn. Nó tránh cái tình trạng sai sót như trước đây là do cái thiết bị cắt của mình nó chưa đồng bộ. Nó phải làm mất rất nhiều thời gian để chỉnh, căn chỉnh ở trên truyền. Nên cái việc đưa máy tự động vào là nó làm tăng năng suất rất là nhiều. Việc áp dụng công nghệ tự động hóa trong nhiều khâu của quá trình sản xuất không chỉ góp phần giúp công ty may Tùng Lộc giải quyết bài toán lao động, mà còn góp phần tạo vị thế cho doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Thưa
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác y tế trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từ việc phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu đến thay đổi phong cách thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế được người dân phản ánh. Tại Thái Bình, tình trạng thiếu cán bộ y tế đang xảy ra ở tuyến huyện và tuyến xã, đặc biệt là bác sĩ chuyên khoa sâu. Cơ cấu cán bộ, đặc biệt là tuyến xã còn chưa phù hợp, dẫn đến có 19% số trạm y tế chưa có bác sĩ. Do tình trạng thiếu bác sĩ không đáp ứng về mặt chuyên môn nên các trạm y tế và một số bệnh viện tuyến huyện khó trang bị các thiết bị kỹ thuật cao, dẫn đến chất lượng khám, điều trị chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Theo tôi thì cũng nên đề xuất là quan tâm hơn nữa về cái đầu tư về cơ sở vật chất, về trang thiết bị, về các kiến thức về chuyên môn để giúp cho các cán bộ để hoạt động tốt, nhất là y tế ở tuyến cơ sở và tuyến huyện. Một vấn đề cũng được nhiều người dân lo ngại là gần đây cơ quan chức năng liên tục phát hiện và yêu cầu thu hồi nhiều loại thuốc giả, thuốc kém chất lượng. Nếu như trước đây thuốc giả, thuốc kém chất lượng thường chỉ được phát hiện ở vùng xa, thì gần đây đã xuất hiện ngày càng nhiều, thậm chí trong không ít bệnh viện. Cũng mong là các nhà quản lý cũng phải thường xuyên đôn đốc kiểm tra các cơ sở y tế, các phòng khám với lại các cơ sở bán thuốc để đảm bảo chất lượng thuốc để phục vụ cho các đối tượng sử dụng thuốc ấy. Để giải quyết khó khăn vướng mắc hiện tại, bên cạnh sự nỗ lực của các cơ sở y tế thì cũng cần có những cơ chế, chính sách quản lý phù hợp, tạo điều kiện cho ngành y tế phát triển, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của người dân. Chiếc xe gắn máy được thiết kế không giống bất cứ loại xe nào nhưng vẫn chở vài chục học sinh mỗi lượt khiến nhiều người giật mình. Chỉ vì tiện lợi, tiết kiệm thời gian, công sức đưa đón con tới trường mà hiện nay nhiều phụ huynh đã không ngần ngại phó mặc tính mạng con em mình trên những chiếc xe tự chế. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại trường tiểu học Tân Hòa, huyện Vũ Thư. Thưa quý vị và bạn, theo tìm hiểu chúng tôi thì chiếc xe tự chế này được thiết kế chở tới 20 cháu học sinh tiểu học, tuy nhiên lại không có đăng ký, đăng kiểm và không được phép lưu hành. Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra tình trạng rệu rã, chắp vá của chiếc xe. Do là xe tự chế nên hầu hết các bộ phận đều được lắp ghép từ nhiều loại xe khác nhau mà thành. Thùng xe chế tạo bằng khung sườn kim loại có mái che bằng tôn bên trên. Các thiết bị như đèn, còi, phanh được lắp ráp chẳng theo một quy chuẩn nào. Dù không đăng ký, đăng kiểm, nhưng với cách bố trí 5 băng ghế sơ sài như thế này thì thùng xe có thể chứa tới 20 cháu học sinh tiểu học. Đáng nói, trường tiểu học Tân Hòa nằm ngay sát tỉnh lộ 454, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông đúc, đặc biệt vào giờ cao điểm. Chỉ riêng tính hiếu động, nghịch ngợm khi các cháu ngồi chung xe nô đùa cũng sẽ khiến chiếc xe mất thăng bằng, rất dễ xảy ra tai nạn. Không phủ nhận những tiện ích mà xe đưa đón học sinh mang lại, nhưng phải lựa chọn được những phương tiện phù hợp, đảm bảo an toàn cho trẻ. Sáng nay tại bãi biển Cồn Vành, huyện Tiền Hải, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình đã hủy nổ an toàn một quả bom phá nặng khoảng 250 kg. Quả bom nói trên do ông Đỗ Xuân Thiều, tổ 18, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình phát hiện trong quá trình đào ao thả cá. Ngay sau khi phát hiện bom, ông Thiều đã báo cáo lên trên. Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố một mặt cắt cử lực lượng canh coi, không để người dân vào khu vực nguy hiểm, mặt khác phối hợp với lực lượng công binh tiến hành xử lý vận chuyển về bãi biển Cồn Vành để tổ chức tiêu hủy. Được biết, đây là loại bom phá ký hiệu MK82 có chiều dài 2,2 m, đường kính gần 30 cm, nặng 250 kg, có sức công phá lên tới 800 m2 do không quân Mỹ ném xuống từ thời chiến tranh. Dẫu vỏ ngoài đã bị phân hủy theo thời gian, nhưng lượng thuốc nổ và kíp nổ vẫn đang trong trạng thái kích nổ, chỉ cần có lực tác động sẽ mất an toàn ngay lập tức. Đến đây chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.